Thưa quý vị, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ là một trong những địa phương còn khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, nhờ sự tích cực của các lực lượng cơ sở, từ ban điều hành khu dân cư cho tới các hội đoàn thể đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, giúp công tác phòng chống dịch được triển khai hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Khu vực đường Cẩm Chánh 1, phường Hòa Xuân mới được thiết lập phong tỏa trong tuần này do có liên quan đến các ca mắc COVID-19 phát sinh trên địa bàn trước đó. Do là địa bàn có nhiều hộ khó khăn, hộ ở trọ, nên công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm nơi đây được Ủy ban nhân dân phường rất quan tâm, chú trọng. Cùng với đó, ban điều hành khu dân cư cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương túc trực 24/24, vừa kiểm soát dịch, vừa hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm thiết yếu cho bà con, quyết tâm không để ai bị đói, bị thiếu ăn giữa mùa dịch. Thì người dân thì chấp nhận là người ở đâu là ngồi ở đó, rồi còn có những cái mà cần thiết thì nhờ qua cái tổ COVID của tổ dân phố là đi mua hộ. Còn những trường hợp cấp thiết thì có thể là nhờ đội trưởng dẫn lên trạm y tế, rồi ví dụ như là bên mua thuốc mang rồi đó. Còn đây là hình ảnh được ghi nhận tại chung cư A2 đường Mai Tiến Dũng, nơi từng bị phong tỏa và cách ly tới hơn 30 hộ dân cùng khoảng 120 nhân khẩu. Ngoài những khung giờ cố định được phân công để đi chợ giúp người dân, các chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn có mặt để hỗ trợ lực lượng cơ sở khi có yêu cầu hay giúp người dân mua thêm thuốc men, nhu yếu phẩm nếu cần thiết. Sự nhiệt tình tận tâm ấy đã giúp công tác kiểm soát dịch tại đây trở nên hiệu quả hơn. Thì từ khi mà khu phong tỏa khu A là phong tỏa thì đồng chí Khiết là công an là tiếp nhận các tin nhắn của người dân để đi chợ. Sau đó là chia sẻ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và chúng tôi là điều động 5 chị đi hội trưởng phụ nữ quanh cái khu vực mà có khu phong tỏa và nhờ mỗi chị là đi giúp 2-3 ngày để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con khi mà cần thiết. Thì đến thời điểm này thì số nhu yếu phẩm mà chúng tôi tiếp nhận đơn là đến nay là cũng được hơn là 150 đơn để đi chợ cho bà con từ khi có phong tỏa. Mới đây, Ủy ban Mặt trận phường Hòa Xuân cũng đã vận động hàng trăm bao gạo, mì ăn liền và các loại rau củ quả để hỗ trợ cho các khu phong tỏa cũng như các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Với sự nỗ lực ấy, bên cạnh làm tốt công tác an sinh xã hội giúp người dân yên tâm chống dịch, điều này còn giúp phường Hòa Xuân sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới.